Rồi xong rồi fan của anh nó còn tìm cho anh nhỏ nữ tiếp viên. Nữ tiếp viên du lịch cũng gì cũng xinh gái lắm. Trời con má dân Nha Trang nó dễ thương dã man mày. Nó hiền quá. Nó mới ra nên em biết. Thật ra em mới đi tới cái đảo lần đầu tiên luôn á anh. Ghê chưa? Ghê chưa? Thấy hướng dẫn viên lửa chưa? Xin chào các bạn đến với chương trình review du lịch của Duy Nguyễn. Tiếp tục với chủ đề Nha Trang. Ngày hôm nay Duy sẽ nói về cái nghệ thuật chơi hòn ở Nha Trang nha các bạn. Nha Trang là một cái thành phố du lịch biển VIP nhất Việt Nam hiện tại. VIP là nó đa dạng và nó sinh động, nó phù hợp cho mọi đối tượng. Đó, nó có những tour, những đoàn đi chơi, đó là VIP. Chứ còn về đẳng cấp thì có một số chỗ thì nó đẳng cấp nó vẫn nhỉnh hơn Nha Trang. Nhưng mà xét về tổng thể đó thì ở Nha Trang là một cái thành phố du lịch biển được đánh giá là nhất Việt Nam. Wow. Vậy thì không thể nào mà chúng ta đi đến Nha Trang mà chúng ta ở khách sạn xong ta ra tắm biển, cái bãi biển thường đó. Đúng không các bạn? Đó, cái đó không phải là du lịch biển. Du lịch mà làm du lịch biển là phải những cái hoạt động trên biển, chứ còn hoạt động bờ biển là bình thường. Wow. Đó, nên ngày hôm nay là Duy sẽ nói với các bạn là cái nghệ thuật chơi hòn ở Nha Trang. Ở Nha Trang nó có nhiều hòn lắm bạn. Hòn Mung, hòn Tre, hòn Trúc, hòn gì tùm lum hết á. Thường thường á nó sẽ có một cái tour du lịch bốn đảo. Thì cái tour đó nó nằm ở ngoài bờ biển Nha Trang. Ví dụ như Nha Trang nằm đây, đi cano, đi tàu ra ngoài những cái đảo đó chơi, những cái hòn đó chơi. Thì cái hoạt động du lịch như vậy người ta kêu là du lịch trên biển. À, thì chúng ta vẫn thường nói đó là Nha Trang so với Pattaya, đúng không? Pattaya của Thái Lan. Thì khẳng định với các bạn luôn là các hòn ở Nha Trang đó, nó đẳng cấp hơn Pattaya nhiều. Nó đẳng cấp rất là nhiều. Vậy thì bây giờ cái hành trình đi hòn là như thế nào? Đó. Các bạn muốn đi hòn đó, thì các bạn phải đi buổi sáng nha. Thường ở Việt Nam mà nó cũng vậy đó nè. Đi thường là đi mấy cái hòn, mấy cái này nọ kia là phải đi buổi sáng. Xong người ta về buổi chiều, đi hết cả ngày. Bạn có thể book dùng cái tour. Còn nếu mà các anh chị em nào ở miền Bắc hay ở đâu đó đi vô Nha Trang mà du lịch đó, thì các anh chị em mua của Viettravel đúng không? Mua của Sài Gòn Tourist đúng không? Thì có thể là những cái chỗ đó người ta đã book cho bạn một cái ngày để bạn đi hòn luôn. Thì cái đoàn người ta lo hết từ A tới Z. Mà đi về chán mụn. Đi chán lắm. Chán lắm bạn. Còn mình đi tự túc á thì mình phải bỏ tiền ra mà đi. Đó, mình bỏ tiền ra ngoài bến tàu á, nó nằm gần cái bến Winburn luôn. Bến Winburn nó xa hơn chút, cái bến tàu nằm khu này. Bạn cứ ra bến tàu đi, xong bạn mua vé. Đó, ghép ra tới, ghép lui, ghép xuôi, ghép ngược xuôi xuôi đủ ngày nào gặp tour đó. Là rất là đông. Đoàn Trung Quốc rất là đông. Ra ngoài đó nghe tiếng Trung Quốc với tiếng Hàn Quốc không à. Tiếng Việt Nam mà thậm chí yếu gió hơn đó bạn. Hồi cái ngày mình đi á, trời đất ơi, Việt Nam yếu hơn nha. Đó, bào tiền Trung Quốc với Hàn Quốc ghê lắm. Thì bạn có thể thuê tàu cao tốc á, tàu thường cũng có, tàu cao tốc cũng có. Còn Duy á, đối với biển là phải chơi cano. Wow. Đối với biển là phải chơi cano các bạn. Tại vì mình á, mình tập gym mà. Đúng không? Mình có cái sự gọi là nó hơi hoạt bát và nó hơi gọi là nó năng động. Thì mình đi cano nó cũng có những cái cảm giác nó đã lắm các bạn. Wow. Nó dập dìu đập đùng thì nó mới phê. Đúng không? Còn đi tàu nó chạy tè thôi đi. Dành cho mấy cụ đi. Đó. Cái vé cano đó thật sự Duy cũng biết bắt hay rẻ nha. Cái này chia sẻ các bạn thôi. Duy thuê nguyên chiếc riêng luôn mà. Không thích ngồi chung với ai nè. Cái tật Duy nói thiệt, các bạn nào chửi thì chịu. Chứ mà Duy đi du lịch Duy ghét ngồi chung với người ta lắm nha. Có một lần á, đi Winburn. Lên cái xe điện ngồi chung với cái đoàn. Trời ơi, nói chuyện đầu quá. Đó. Nên thôi,
Duy thuê một chiếc cano riêng, fan Duy giới thiệu. Trời đất ơi, ra ngoài Nha Trang là em úp lo từ A tới Z. Nên do đó là mình các bạn về làm video quảng cáo Nha Trang liền. Em úp đó nhờ. Nó nói anh Duy ơi, chơi vui không? Ừ vui, vui về nhớ là khen nha. Rồi về nhớ quảng cáo cho em nha. Chuyện nhỏ, không có gì gọi là lớn cả, đúng không? Mình đi mình trải nghiệm được cái dịch vụ đó, ok. Đó, em Út có đối xử tốt với mình thì mình về mình quảng cáo để cho ra ngoài đó có khách kiếm chút cháo. Đó, làm ăn cũng hỗ trợ nhau nha. Cano Duy thuê như là đâu 2,5 triệu mà. Đi 4 đảo. Thì những cái đảo này là do tư nhân đầu tư mà. Con cái đảo bự nhất là ông Dưỡng mua rồi. Đảo đó không bàn nha. Ông Dưỡng, ông Thành Dưỡng đó. Cha tỷ phú giàu nhất Việt Nam, tài sản khoảng 7 tỷ mấy đô. Ông mua cái đảo lâu rồi, ông mua đâu rồi, năm 2000 hồi đó đó. Đó, ông làm đó cái đảo Winberland. Cái Winberland thì Duy sẽ nói một cái video sau. Còn bây giờ mấy cái đảo nhỏ thì cũng có những người ta mua, người ta thuê, người ta làm du lịch. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của cano nó chở bạn từ bờ ra đảo, xong bạn lên đảo bạn chơi gì trên đó đó. Vậy thì những cái đảo đa phần nó giống nhau. Trong đó có những cái đảo tắm được và những đảo không tắm được. Đó. Thí dụ như hồ cá Trí Nguyên là không tắm nè. Chỗ đó đá không mà tắm không được. Không biết có tắm hay không mà Duy chưa đi hết, nhưng biết nhiều khi nó tắm đâu bên trong rừng á. Nhiều khi trong rừng bên kia nó có bãi cát thì nhiều khi tắm nhưng mà Duy chưa thấy ai tắm ở đó. Cái hồ cá Trí Nguyên á thì nó là một cái như là cái gì ta? Một cái ocean world mà nó nhỏ thôi. Đó, nó nhỏ thôi. Nó trong đó nó có những cái con cá này nọ kia để mình coi thôi. Nói chung thì bạn coi cũng được. Giá vé gì cũng nhớ mà mấy chục. 70-80 cái gì chả nhớ. Trong đó nó có hai phần mà đáng quan tâm á. Có thể là tùy ngày, trong đó thì đương ăn chơi thôi. Duy đi coi được cái xiếc hải cẩu với hồ cá. Xong thôi đó. Cái đảo Trí Nguyên chơi vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề Duy muốn nói ở đây á, là ở bên Pattaya nó cũng từ đất liền đi ra đảo, đúng chưa? Nha Trang của mình biển ở trên đất liền là ok rồi, hơn Pattaya rồi. Hạ tầng mình là hơn Pattaya của Thái Lan, là chà sang chảnh đẳng cấp. Nó không bàn nữa, bây giờ cái đảo cũng hơn nữa. Cái đảo của mình đầu tư hơn, còn cái đảo Pattaya nó không có khỉ gì trơn trọi nhá. Cái đảo Pattaya nó tầm thường để mà ngỡ ngàng luôn. Người ở đâu miền Tây đó, qua bên đó bán hải sản. Thấy không? Cái đảo của này là được tư nhân ta đầu tư, có được cái hồ cá, có được cái xiếc hải cẩu này, nó kia các kiểu. Nhưng mà nói về xiếc á, thì mình á, thì xiếc thì về chuyên môn á, thì là ok. Nhưng mà cái cách á, làm nó chưa có hay bằng Thái Lan. Như thấy vậy đó. Nếu mà nói về xiếc hải cẩu, nếu cái mô hình cái hồ cá Trí Nguyên nó na ná như một cái công viên của người Thái Lan, trong đó nó có xiếc mà xiếc ngoài hải cẩu đâu gì tăng con gì mà có cái clip gì đó mấy em tự nhiên nhỏ kia té bật ngửa cái vậy con cái con gì lên nó hay vậy nè. À con cá heo đó, cậu cá heo bậy ghê á, cái clip nổi tiếng luôn nha. Đó, nhưng mà cái hay ở chỗ là đương nhiên chỗ nào cũng bán vé không nói nha. Đó. Nhưng mà bên Thái Lan á, là nó sẽ cho học sinh mấy đứa nhỏ xúc chú ép vậy nè, lớp mầm, lớp chồi, lớp lá, lớp một gì không biết nữa, nó kéo đâu mà mấy trăm đứa mặc đồng phục đàng hoàng đó đi vô chỗ đó coi free. Ở Việt Nam mà chỗ đó thì nó chưa có cái màn đó, tức là cái ngày đi không có, mà Duy nghĩ chắc cũng chả có đâu. Thì cái vấn đề là nó không lớn, nhưng mà nó nói ra được cái gì, nó nói ra được cái cách làm du lịch của Thái Lan nó hay ở chỗ á. Thứ nhất, nó cho mấy đứa nhỏ coi free để mấy đứa nhỏ có kiến thức và mấy đứa nhỏ có sự giải trí đó. Cái thứ hai nữa đó, hình ảnh một người du khách, người ta nhìn vô người ta sẽ đánh giá được giáo dục Thái Lan hay quá, trời đất ơi mấy đứa nhỏ được đầu tư dư ba, đúng không? Đó là cái tâm lý. Và thứ hai, nó tạo ra cái sự sôi động nữa. Thường thường bán vé coi được 100 đứa 200 đứa hết cỡ, bây giờ nó lùa mấy đứa nhóc vô cả ngàn luôn, cái rạp cả ngàn full rạp luôn, nhìn nó hay nhiều. Mà mấy đứa nhỏ nó thơ ngay, mà nó trắng trong, mà nó gọi là nó thể hiện cảm xúc nó qua những cái vụ cá heo làm gì hay, cá dội làm gì hay. Nó thể hiện cảm xúc đó ra, mình nhìn, mình nghe, mình thấy mình hay. Đó là cái cách làm du lịch của Thái Lan, nó ăn ở chỗ đó đó. Mình nhìn vô mình cảm tình ghê. Đó, tất nhiên ở Việt Nam thì chưa thấy cái chỗ đó nha. Hầu như là ít khi nào mà có cái đoàn nào mà chứa nhiều nít đó, gọi là của trường học á, mà đi tham gia được free những cái đó. Đa phần là trường nó tự tổ chức thì không nói, đúng không? Còn này nè, thí dụ như cái show cá heo 11 giờ, 10 giờ rưỡi học sinh tan học, cái nó chở học sinh đi vô đó coi ăn, coi xong rồi nó ăn cơm đó luôn. Chiều có đi học nữa không thì không biết. À,
nó nói về cái vấn đề là du lịch đảo. Đó là cái đảo một cái đảo đầu tiên. Còn qua những cái đảo tiếp theo thì đảo nó cũng na ná nhau bạn. Trên đảo là những dịch vụ sau đây sẽ có nè: tắm, chèo thuyền, lặn san hô. Wow. Đó, rồi chơi mấy cái trò chơi trên nước, mô tô nước, dù bay. Wow. Có cái trò gì mà đạp và đứng lên lượn lượn này, xiết nó mới làm được. Mình làm được đâu. Thí dụ như bạn muốn chơi mấy cái trò đó đó, ở ngoài Nha Trang nó có hết mà. Ở Pattaya nó cũng có, mà Pattaya không ai thèm chơi hết. Vì mình suy ra ở Nha Trang khách sang hơn. Hợp lý không? Nói chơi thôi nha, fan Pattaya không có chửi nha. À, tối ngày cứ vậy hoài. Rồi, thì những cái đảo khác, mỗi đảo nào nó cũng có phí hết. Nhưng mà chỉ kể bạn nghe, má có cái đảo phí nó vô lý cực kỳ. Tự nhiên mới cặp cano chạy lên đảo. Cái đảo đó kêu là đảo Robinson. Wow. Đảo Robinson, tên ghê không? Đó, đảo Robinson mới đó đầu lên, đóng 100 ngàn. Trời ơi, 100 ngàn. 100 ngàn chơi những dịch vụ ở đây. Sao mình nhìn lại dịch vụ ở đây, dịch vụ gì? Đi lên đảo 12 giờ trưa, có dịch vụ chèo thuyền. Nắng thấy chà. Mấy thằng Tây thích nắng lắm nha, ngộ lắm á. Mấy thằng Tây nó không sợ nắng đâu mà. Chèo thuyền 12 trưa ra chèo bèo bèo á. Với tắm biển, trời ơi má ơi, tắm 12 giờ trưa cho băm làn da tôi ha. Đó. Với tắm nước ngọt. Ủa mà kỳ nha, tôi không tắm biển mắc dù tắm nước ngọt. Nó vô đốn gì 100 ngàn luôn mà. Nói chung là mình đi du lịch vô tư. Chuyện nhỏ, móc ra, kẹt. Mà có xài gì đâu. Ăn hải sản hơn triệu mấy nữa. À, thì cái vấn đề ở đây là cái thu phí đó nó hợp lý không? Các bạn suy nghĩ đi. Như đặt hoàn cảnh các bạn vô đây, các bạn bị bợp một cái, các bạn quê không? À, cùng lắm bạn chỉ đi toilet. Dịch vụ trên đó bạn chỉ có đi toilet thôi. Còn nguyên tắc tôi mua đồ ăn là tôi phải có bàn ngồi. Đúng không? Nên cái chỗ đó phí nó hơi bị láo các bạn. Chỗ đó phí hơi kỳ, phí nó không có đáng. Đúng không? Thay vì lấy 100 ngàn đó đó, thì mình nên phục vụ người ta tốt. Mình lấy cái phí dịch vụ, thí dụ như đồ ăn bán mắc hơn chút xíu nữa trả là. Đúng không? Trả dừa bán mắc hơn chút xíu trả là. Nhưng mà với điều kiện bạn phục vụ người ta tốt đi. Còn đằng này thì nó hơi bị quê cơ cho đó đó. Còn tôi nói thiệt các bạn, làm đồ ăn nó siêu tệ luôn. Còn kỳ mà Di đi qua Nhật Bản thì ăn thì muốn chửi thề luôn mà. Đáng lẽ là không muốn nói gì xấu Nhật Bản đâu. Nhưng mà tại vì bạn phải hiểu vậy nè, Nhật Bản là một quốc gia lao động rất cao. Thường thường nó giống y chang như mấy tiệm nail bên Mỹ, thằng làm chủ cũng là thằng bưng bàn luôn. Trời ơi, coi nguyên cái quán đó có hai thằng trai luôn, nấu bếp bưng bàn. Trời ơi, coi mỗi lần kêu chai xì dầu hay chai nước tương hay chai mắm muối gì đó, chủ bưng chạy như dịch, chạy không kịp. Như vậy là mình đã bực rồi nha. Còn đằng này á, ở trên cái đảo đó hả bạn, thì bạn kêu đồ ăn đã đời. Bạn không lấy nó không có luôn. Trời ơi, ngồi tôi đi du lịch mà tôi bỏ thời gian, tôi ngồi tôi chờ, tôi nóng dã man đó nha. Đó. Nên cái không biết công ty nào làm du lịch ở trên cái đảo đó, cái công ty đó làm không ok. Như nó thiệt. Cái đảo thì nó cũng đẹp, nói chung nó cũng... Cái đảo thì mình không chê xấu được bạn, tại nó không có gì xấu hết á. Cái đảo nó chỉ có cỏ, có cây, có đá, có cát. Mà hầu như cái bãi nào trên đảo á, nếu mà tắm được nó đều đẹp. Nước trong lắm. Nước trong veo à. Nên cái Nha Trang kỳ này Duy đi Duy thích hơn 8 năm về trước. 8 năm đi về trước đi nó có rác nha. Duy đi trên cáp treo Duy thấy rác nổi lên bền. Trời ơi, nó nổi thấy rác. Mà bây giờ là thấy văn minh hơn rồi đó. Bây giờ là biển nó sạch hơn. Biển Nha Trang kỳ này rất trong. Còn đảo nào thì nó cũng đẹp hết. Nhưng mà quan trọng nhất là cái thằng nào đầu tư cái đảo đó đó. Nó làm ăn bô láo là có chứ không có đâu nha. Nên nhiều khi á, những chính ông nội đó làm ăn làm cho người ta bực mình. Du khách nó lên mạng nó review hay nó post bài nó chê, mà nó chỉ đâu phải là cái lỗi của Nha Trang đâu, đúng không? Tự nhiên cái thằng kia nó mướn cái đảo đó mới trả nhiều tiền, nó làm ăn bố láo xong rồi đã đời nhân Nha Trang mang tiếng đó. Nên ở đây với nó là cái dịch vụ trên đảo nó thu phí, nhưng mà cái dịch vụ nó đổi là không được, nó không được như vậy. Nước á, tôi nói thiệt với bạn, nước á, bạn đi toilet mà rửa tay nước ngọt không biết nó bơm thiếu hay sao á, bạn để tay về ra chừng 5 phút ướt tay chị nổi không chứ. Cái đó chẳng qua chắc nước ngọt mà trong dẫn nó trong ra bơm thiếu hay sao á. Còn trên đảo 12 giờ trưa nó nóng dã man, quạt máy có mấy cái chịu không nổi. Nhưng mà cái đảo đó nó làm được là bạn biết tại sao làm được không? Bây giờ tôi nói á, làm du lịch á là phải có công ty nó đầu tư vô làm mới được. Nó nãy giờ dịch vụ Di kể bạn nghe thấy là bạn hết muốn ghé rồi đó, đúng không? Nhưng mà thực tế đó,
là người ta ghé cũng khá đông. Tại vì cái đảo nó được cái lạ, được cái xa đó. Nên khách đoàn nó ghé Trung Quốc, Hàn Quốc này nọ kia. Nhất là mấy con Hàn Quốc, mấy thằng Hàn Quốc đó. Nó tắm xong này nọ, nó lên giỏng, nó nằm phẹ cắn mình đã. Nên cái việc phát triển du lịch đảo là nhờ những cái đoàn du lịch, những cái tour du lịch, đúng không? Từ Trung Quốc, từ đất liền, từ Hàn Quốc, nó đi nguyên cái tour ra như vậy đó. Xong rồi nó tổ chức sự kiện ngoài đó luôn. Ví dụ như hát hò, karaoke, sinh nhật con này bà kia vậy đó, nó cũng làm như làm. Nên cái chủ chúa đảo, mình kêu là chúa đảo đi, chúa đảo làm chủ đầu tư á đó, đó, mới thu tiền được cái đó. Làm du lịch là phải như vậy, nói thiệt với bạn luôn. Nếu mà địa phương nào các bạn có cái hòn đảo hoang sơ, các bạn đừng tự hào, đúng không? Tại cái hòn đảo hoang sơ căn bản không ai đầu tư hết, thì nó không thể nào nó hái ra được tiền. Nó không thể nào nó hái ra được tiền. Thì cái đảo Robinson như nói đó là cái đảo nhỏ thôi. Thậm chí công ty này chắc cũng nhỏ chứ, bự đó, nhỏ đảo Trí Nguyên mà đó. Nhưng mà nó vẫn có tiền, nó vẫn có tiền. Xong rồi đi ra mấy cái hòn lặn. Ôi lặn ok, chơi đi, đừng sợ chết. Nói thiệt với bạn á, kỳ mà Di lặn á, xong rồi hòn đó Di chạy qua hòn khác. Cái hòn này bự hơn nè. Hòn này tên hòn gì, hòn tầm hay gì á, không phải, hòn gì á. Hòn này tên lạ lắm, mà nó cũng đẹp lắm. Nói chung là ở ngoài đó nó có 4-5 hòn gì đó. Nó cái hòn mung á, là cái hòn mà như là không được tắm. Cái hòn mung là cái hòn không có khai thác du lịch. Tại vì hòn đó nó có liên quan gì tới quân sự hay gì đó, không biết nữa. Đó, đi ngang nhìn thôi, nước cũng trong lắm, nó cho lặn san hô. Ra ngoài đó có cái tàu mua vé lặn mấy trăm ngàn đó, cúi mỏ xuống nhìn san hô thôi à. Trời đất ơi, cái đó chán ngòm thiệt với bạn, đi gặp hoài. Nhưng mà ít ra có cái cho người ta chơi, vậy thôi. Cái màn lặn san hô là cái màn đầu tư nó rẻ nhất á. Còn đi biển á, Duy chỉ thích là một là đi dù, hai là đi mô tô nước. Mô tô nước lái đã lắm, lái rớt biển hoài gì. Phải chưa? Bây giờ mình đi qua mỗi cái đảo phải tốn tiền đó, nói đúng không? Giờ cái phí để mà chơi mấy cái trò đó. Tôi có nhớ coi, hình như là lần một lần chơi 15 phút thì khoảng đâu 1 triệu hay 900 ngàn gì đó. Cỡ đó đó. Lặn oxy. Lặn có hai loại, lặn bình như loại nón. Lặn bình thì như người nhái vậy đó. Còn loại nón thì nó dễ đi hơn. Nó nhìn như phim da vậy đó. Đó, xong rồi ví dụ như nó cho bạn cái quần đảo đó, nó có san, cái vùng biển nó có san hô đúng không? Nó đậu cái tàu ngoài đó hoặc nó dựng cái nhà bè ngoài đó. Con đóng đứa bảo kê luôn. Đó, không chết đâu sợ. Nhiều người bảo kê lắm. Đó. Xong lặn xuống dưới nhìn chụp hình, dịch vụ chụp hình 250 ngàn. Ủa, muốn ăn cái tấm hình không 250 ngàn, thơm không? Vụ này Nha Trang làm được rồi. Thích Nha Trang rồi đó. Ăn là phải biết bào tiền như vậy, nghe chưa? Đó, phải bào tiền vậy mới giàu. Thiệt với bạn, chụp hình ai chả thích chụp. Mẹ mấy cái thằng dẫn bồ đi đó thiệt. Bào tiền mấy nó đúng đã. Đố nó không chụp á, thì có mấy thằng đi với gái nó sỉ lắm bạn. Kiểu gì nó cũng chơi VIP không à. Chụp hình luôn em, mướn đồ lặn luôn. Nó làm ai ghét, miễn sao đào anh happy là được rồi. À. Xong rồi xuống dưới có một khoảnh nhỏ xíu à, đi chắc bự hơn phòng này chút. Đi vòng qua vòng lại, vòng qua vòng lại. Nói chung người ta lựa cái chỗ nó có nhiều cá và san hô người ta làm nha. Đó, xong rồi chụp hình. Xong rồi lúc đó là xuống dưới áp suất nước nó lớn quá đó. Di quơ quơ cái tay rất mẹ cái nhẫn 200 ngàn bạc thái. Trời ơi, nói chuyện nó có được đâu em. Nói chuyện không có được. Lúc đó là đã giấu, đúng không? Lúc đó thằng bảo kê anh mà, nó phải có bảo kê, hai bảo kê đi vòng vòng đây nè. Lợi nắm đầu bảo kê, nó không hiểu gì hết. Nó không hiểu gì hết, nắm đầu bảo kê. Xong rồi cái làm dày. Xong rồi chỉ xuống cái nhẫn kia kìa. Nó cứ lụm dùm. Hên không mất cái nhẫn. Đó, đó là cái màn lặn san hô. Vui lắm, cứ chơi đi. Nếu bạn nào chưa biết á, chơi thì cứ chơi, không chết đâu. Thứ hai nữa, nếu mà mình dư tiền á, thì cứ chơi. Nó phải quan điểm có gì. Đi du lịch nó cứ xài tiền thôi chứ. Mẹ lết ra tới Nha Trang cái gì cũng chả dám chơi hết. Ăn cái dừa nhìn giá nữa thôi. Thua. Nhưng mà có một màn tắm nước ngọt á, là gì thế nó hơi chuối. Nó tới cái màn đu dù. Đu dù thì chơi cảm giác mạnh nè. Bạn đu lên cao lắm. Bạn nhìn thấy toàn biển luôn á. Chả có chết đâu ba ơi. Chỉ có khúc cuối đã thả mình đất giữa biển hồ bằng chơi vậy đó. Đó, đu dù á thì đấy có nhiêu tiền ta. Nói chung cũng cỡ giá đó, 1.3-2 triệu gì đó. Chả nhớ, bạn xin lỗi bạn nha, nếu mà Duy mà có nhớ lộn giá dân Nha Trang tha thứ nha. Tại vì Duy xài tiền nhưng mà nhìn giá mà nó nhiêu thôi. Nhiều khi nói thiệt với bạn mà nhiêu bán 2-3 vé đi, 1 vé cho đi. Rồi đưa tiền ra thối là không dòm nữa mà. Đó, đồng bào mình thôi mà, Duy không có cây cúng mà dù chặt chém đâu, nó thiệt.
Nhưng mà quan trọng là cái cảm giác nó đã, đúng không? Mình có được cái sự tôn trọng. Nhưng mà nói chung á là đi dù sắp hàng thấy cha luôn. Sắp hàng phải mười mấy người tới mình. Wow. Đó, tại vì có hai cái dù, một cái đội lên dù nó sẽ có 5-6 người ta support. Đó, hết cái dù kia vô tới mấy tới dù này. Nó khi cái kéo dù á là có cái cano nó chạy dưới á. Nó kéo cái dù bằng trên đây nè, kéo đi vòng, xong tới cuối cùng hết giờ nó buông ra thả bằng đụng đi dưới biển. Nó thả cái đụng biển hù chơi vậy đó bạn. Xong rồi cái có một cái mô tô nước chạy lên nó xúc. Ô lộn lộn, mô tô nước hay là cano đó, nói chung có thằng nào lại chạy lên xúc vô bờ. Đã. Xong rồi bạn thuê mô tô nước, cái này mới đã nè. À, bạn mà thuê mô tô nước mà bạn lái, bạn chở con bồ vào sau lưng là suốt cuộc đời nó không dám bỏ bạn luôn. Nó tại sao? Tại giờ bọn nó mà chạy ra giữa biển mà sống này nọ kia đúng không? Giờ sao? Em có bỏ anh hay không? Mẹ nó ôm cứ nhắc nó thôi đố dám nó bỏ. Gái nó sợ nước. Nó. Mà ra ngoài đó bằng lựa cái chỗ nào mà sống á, mà đánh ngược sống giật đã lắm bạn. Ví dụ bằng lái từ tè thẳng là gì, bạn canh cái đầu sống á, bằng đón nha. Sống nó gần gần tới bằng lái, rít quẹo rẹt ra đánh cái mô tô lượn lên như này ụp ụp luôn. Có khi nó ngực, mà bạn có mặc có phao mà đâu chết đâu. Nó là cảm giác mạnh. Nhưng mà yên tâm đi, bạn chơi cái gì cũng có người ta lo hết á. Cái đó là an toàn biển. Không có sợ. Chơi thoải mái đi mấy bạn. Ra ngoài đó phải trải nghiệm. Còn có màn khó hơn nó kêu là cái gì á, quên tên rồi. Cái gì mà nó đạp trên nước vậy nè mẹ. Hai bàn đạp vậy nè. Nước đẩy lên á. Nhúng nhúng đạp nè. Kêu lại skyboard hay gì gì á. Hay cái gì á. Không biết nữa. Cái đó thì hơi ghê rồi, cái đó thì đi được bảo kê. Trời đất ơi, mấy anh chàng bảo kê nó sướng thấy mẹ ôm gái không à. Mốt thiệt, có nhiều khi nhìn ra tô bạn. Mẹ cái đó thèm. Học chừng nửa tháng cái đó thôi. À, chủ tịch giả bộ làm nhân viên hỗ trợ và cái kết. Cái bạn, con gái nó có tật kỳ lắm bạn. Không biết chơi mà cứ thích. Đó. Đó. Sợ làm bữa tối của anh mà cứ muốn đi. Vậy đó bạn. Trời đất ơi, má vô đó. Mấy anh chàng ôm gái không. Gái sao đi được. Nó không đứng sao vậy nè. Nhỏ đứng trước ôm. Ôm. Trong lúc tan ra bó rối có điều chi sơ sót sinh về người tình thật. Còn gì thôi, cảm thấy cái đó chơi không được không chơi. Tại vì cái đó chơi á, nếu mình đứng lên thì chơi nó đứng và thường quá. Cái đó là phải lộn. Nó nhào lộn kỹ thuật này nọ đó. Kêu nó chơi đã lắm. Đã lắm. Còn lướt dán thôi bỏ đi bà. Lướt dán đó là giận đồng viên mới chơi đó. Du khách chơi không được. Nó tóm lại là ở cái du lịch biển Nha Trang nó khai thác ok đó. Tốt. Nó khai thác ok. Còn Duy đi ra Pattaya nó cũng dịch vụ đu dù nữa. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui trên bầu trời không có cái dù nào trơn hết á. Thôi bỏ luôn đi ba. Đó. Còn ở du lịch miền Trung của mình đó, không riêng Nha Trang. Nó đu dù như cơm bữa. Nó đu ghê lắm bạn, nghỉ sướng á. Giờ hỏi bạn nè. Cái dù bằng giải chắc không nhiều tiền rồi, khỏi bàn đi. Giờ cano nó chạy dầu nè. Giờ nó chạy bạn 10 phút hết nhiều dầu. Nó bụp cung tàn triệu mấy. Ngon không? Ngon thấy mẹ. Không, làm du lịch là phải vậy mới ăn. Cái trên cái đảo đó còn cái nữa bạn. Tắm biển, trời ơi biển nước bao đẹp luôn nha. Nó nhỏ thôi à, cái đảo thì đương nhiên là nó nhỏ thôi. Mà bao đẹp luôn, trời được cái tắm ở đó nhìn dễ thương, đã lắm bạn. Tắm cái đó ngon hơn tắm ở trên đất liền nhiều. Nên tiện đây cũng chia sẻ thiệt với bạn. Duy đi Duy không có tham tắm biển cái con khỉ gì nữa. Tắm riết chán quá trời rồi. Nó đi chứ là nhìn thôi. Nhưng mà nếu mà có tắm biển, tắm ở ngoài đảo nó ngon hơn. Nó đẹp hơn, nó trong hơn. Nó yên tĩnh hơn, nó bỡ xô bồ hơn. Còn cái bãi biển mình đứng mình nhìn thôi. Mình đứng mình nhìn hoặc mình bước xuống mình đi dạo thôi. Hoặc là mình nghịch cát thôi, mình ngồi nó chơi thôi. Thì được. Còn nước ở trong bờ hiếm nào nó trong bằng nước ngoài đảo trong cực kỳ. Nó trong nó nổi mà bạn, thiệt với bạn đó. Này chỉ chiêu đàn ông hay gái ra đi. Mua mắt kiến, lặn. Mua kiến lặn nha. Mình lặn nha. Không biết lặn cũng được nữa, biết nín thở là được rồi. Mua kiến lặn 300 ngàn để cho nè. Hợp pháp bạn. Hợp pháp nha. Nói thiệt với bạn. Ra đời nhìn đồ chua. Rồi sao gái vô lại được rồi đó. Vậy thì nói lời tóm lại về cái cách làm du lịch đảo á của thằng Nha Trang là ok. Ok lắm. Nhưng mà nó vẫn thua Pattaya một điểm. Du khách tức thiệt chứ. Thằng Thái Lan du khách đúng ghê. Nó đông kinh khủng. Nên khi mà bạn đi cano từ ở trên đất liền ra biển đó, đi ra đi lại đúng không? Bây cái viễn cảnh này như vậy vẽ rất nhiều lần rồi trong cái bài Hà Tiên như cũng nói.
chừng khi nào mà cái lượng cano mà nó chạy từ ngoài Hà Tiên ra đảo Phú Quốc, nó chạy dèo vậy đó, hoặc là cái biển nó nhộn nhịp lên, cái biển nó dù lượng chừng 100 cái đi đó, mô tô nước rồi mấy chục cái nó chạy loạn xạ trên biển vậy đó, đó mô tô nó chạy rum 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 vậy đó, của công ty này của công ty kia nó vậy đó, nhìn cái biển nó vui, nó sôi động và nó đẳng cấp đó. Còn ở Nha Trang thì cái số lượng nó chưa bằng, số lượng chưa bằng được Pattaya. Pattaya nó đổ ra một cái như đoàn tàu đánh cá ra khơi vậy đó, nó đông kinh khủng. Việt Nam mình nói chung vẫn thua Thái Lan ở cái việc mà số lượng du khách, nhưng mà các bạn thông cảm cho Nha Trang. Nha Trang mới làm du lịch gần đây thôi, thằng Thái Lan nó làm từ năm 1960 rồi, nên do cái cách làm du lịch để mình thu hút du lịch thôi. Thứ nhất các bạn là địa phương ở đó đó, các bạn bỏ giùm gì hai tật, một là trẻ trâu, hai là chặt chém đó. Bạn làm cái kiểu dùng biết, bạn dụ người ta đến Nha Trang nhiều nhất, bạn thành công đó. Mà khi mà bạn dụ người ta đến Nha Trang nhiều nhất đó, rồi bạn dụ người ta xài tiền nhiều nhất nữa, thành công tập 2. Mà không chặt chém nha, dụ người ta xài tiền khác, bạn chặt chém người ta. Nên cái việc mà gọi là du lịch đi ra năm cái hòn đó rất đơn giản, mà cứ đi bằng trải nghiệm đi. Đa phần hòn nào đóng na ná hòn nào, nhưng mà mỗi hòn nó thế mạnh như một kiểu đó. Rồi trên hòn đó đó thì có cái mạng mà làng chài của người dân á, bè đó bạn, nằm trên bè nuôi cá quá trời, ra đó ăn trưa ăn tối ăn sáng gì đó. Có phần trăm, cái này chắc chắn luôn. Tự nhiên nó rủ đi ra ngoài bè ăn nhiệt tình lắm bạn. Nói sao mày nhiệt tình dữ ta. Thường thường mà thằng nó nhiệt tình quá mình phải đề phòng nha mấy bạn. Thằng này nó ăn phần trăm chắc rồi. Bảo đảm mày, nó dẫn một đòn ra là nó ăn bao nhiêu phần mồng, 15%, 20% gì đó, là tiền của bà chủ quán mà trả đó. Giới thiệu khách, ăn vậy vừa thôi ba. Thay vì ba ăn cái đất thôi, ba ăn 5% thôi để cho người ta giảm giá du khách. Ma là cái tiếng thơm. Việt Nam có cái tật, thứ nhất taxi, thứ hai là xe ôm. Hồi kỳ ra Nha Trang quê thấy mẹ. Lúc đó là mình đi là cũng như là thời lúc đó là trai tân, sinh lý nó mạnh. Đi giữa chừng ra ngoài đó kiếm động massage cho thằng taxi 100 ngàn, dẫn vô cái động thấy ghét mà. Thiệt nó chắc là có chia rồi. Nên đó cũng là một cái vấn đề. Thì nói chung thật sự thì ăn chỗ nào ngon thì ăn thôi, mắc rẻ mà khỏi đồng chả là vấn đề gì cả. Nhưng mà ở ngoài Nha Trang thì nó cũng còn những cái vấn đề như vậy. Còn đảo Nha Trang thì ok, có đầu tư là được, có đầu tư là được. Ở Việt Nam mình có rất nhiều đảo nhưng mà không có đầu tư, không có đầu tư, đâm ra chỉ là du lịch phượt rồi ra ngoài đó ăn hải sản ngủ hết, vậy đâu có gì đâu có tiền, hải sản ăn đâu trả được, đúng không? Nhưng mà ta ra ngoài đảo đa phần cái tâm lý du khách á là người ta coi cái đảo đó đẹp hay xấu, trên đảo có gì chơi hay không, đúng không? Về game cũng thì thiếu quá, như hồ cá Trí Nguyên nó được cái game hải cẩu thôi còn gì đâu, có hai hải cẩu bào tới bào lui bào xuôi bào ngược ngày ba công sức kiếm tiền thôi, đúng không? Nên mình phải phát triển thêm, mình có được là mừng rồi, nhưng mà phát triển cũng chưa có ghê, phải làm nhiều hơn nữa để cho cái hoạt động du lịch trên biển nó mạnh mẽ hơn nữa đó. Mấy đứa nào học sinh thì giảm giá cho nó đi, cho lên đảo free luôn đi đó, như vậy đó thì mình có lợi cho đất nước mình hơn. Nói rồi nha, biển đẹp, đảo đẹp, dịch vụ có, đồ chơi có, bào tiền ok, nhưng còn số chỗ thì Di cũng nói thẳng là nó chưa có ok nha. Để cho sau này cải thiện, nó sẽ đẹp trong lòng du khách hơn đó, và người ta đến với Nha Trang nhiều hơn thì Nha Trang nó sẽ có tiền nhiều hơn. Bây giờ nói về con người, con người trong chuyến đi thôi, chứ chả ai nói tới con người Nha Trang hết nha. Từ cái khách sạn của Di á mà đi ra cái bến cảng mà đi du lịch á, thì đoạn đường nó cũng không có xa đâu, nó gần thôi, nhưng mà kẹt xe quá nên đâm ra đâu đó. Còn Duy đi chơi cái tour này đó, thậm chí là tour tự túc chứ không phải là tour của người ta, nhưng mà cũng có em Út support hỗ trợ rất là nhiệt tình. Nó cái trong cái lúc mà Duy đi ra Nha Trang đó, là kể như là những fan của Duy đó, hỗ trợ rất mạnh. Ngay cả có một cái vé du thuyền mà fan của Duy tìm ngược tìm xuôi mà. Thật sự là Duy thích đi du thuyền. Đối với Duy đi chơi biển hay đi chơi sông gì đó, đi du thuyền là một cái sự làm phải trải nghiệm, nó vừa đẳng cấp mà nó vừa mình giúp cho mình hiểu hết cái nơi mình đến đó. Nên ở ngoài Nha Trang đó nó có du thuyền bằng gỗ, tật của Duy mà đi không bao giờ trước, các bạn thích đi thôi. Mà lúc đó đó là trong quá trình không đi được, trời đất ơi, fan của Duy alo các kiểu là điểu này nọ để đặt vé cho Duy á, mà nó cũng không được. Đặt cano cho Duy luôn chứ đâu ngoài đó là cano là Duy nói rồi, em đặt cano nào cho anh cũng được hết á. Nhưng mà cano nó phải xịn, nó phải đẹp nha.
chứ đừng có chơi mấy cano mà cái như là bình thường này nó đi thì nó nguy hiểm, nó sóng nó giật một cái lật làm sao. Mà mấy cái cha mà chạy cano ngoài Nha Trang hổ báo lắm mà, yếu tim mà vịn cho nó chặt nha. Trời đất ơi, sóng Nha Trang biển nó cũng có sóng mà chạy đung 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 nè, bạn tin không? Trời, để con sóng nó giật lên vậy nè, cái cano chạy ron chạy ngược sóng nó dứt bùng, ghê chưa. Má nó chạy như cơm bữa vậy đó. Đó, nên nó cảm giác trên cái biển Nha Trang nó mang lại cho Duy nhiều cảm xúc hơn so với những cái biển khác mà Duy đã từng đi, kể cả Pattaya. Pattaya đoạn đường đi nó xa hơn, nhưng mà cha lái cano Pattaya yếu tay quá. Lên đó thì như trên cái chiến cano mà Duy đi ra Pattaya nó cũng có nhiều ông cụ bà cụ nên sợ người ta. Má, còn cái cano này chạy ác lắm, chạy giật đung 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 bạc bạc bạc, sóng nó tập như mưa vậy đó. Đã không? Hai cụ gửi nha, hai cụ gửi à. Rồi xong rồi fan của anh nó còn tìm cho anh nhỏ nữ tiếp viên du lịch, cũng biết gì cũng xinh gái lắm. Nó hỏi cái ủa em làm này làm sao, lương lộn sao này nọ kia, thì em nó nói rằng thôi em mới ra trường thì em vô tay đem thực tập, mốt người ta nhận em làm luôn. Trời ơi, má trên Nha Trang nó dễ thương dã man mày, chứ trong Sài Gòn hả, nó thực tập xong nó đi mẹ nó rồi chứ ai, chứ không có cửa mà người ta nhận em làm luôn đâu. À, bởi vậy nghe nó khác khác, nghe nó lạ lạ mà hay hay. Trời đất, con bé đó nó hỗ trợ cũng nhiệt tình mà nó hiền quá mấy. Hầu như là gặp anh Lâm thân nó hiền quá. Nó mới ra nó, em biết. Thật ra em mới đi tới cái đảo lần đầu tiên luôn á anh. Ghê chưa? Ghê chưa? Thấy hướng dẫn viên lửa chưa? À, ngoài cái dễ thương ra được cái khờ nữa. Xong rồi tới lui xương ngược cứ này nọ kia, mời cơm không ăn, kiểu gì cũng không ăn hết, mời dừa thì uống khát nước quá mà đó. Trời đất ơi, xong rồi về tiếp cho mấy xị, sao anh cho em nhiều vậy, trời má ơi, cuộc đời tao nhỏ này chắc đầu tiên có thiệt luôn á, cuộc đời á chắc con nhỏ này đầu tiên đó mấy bạn. Ủa, tiếp cho em mấy xị nè, khôi thổi thối hả, sao anh cho em nhiều vậy, cảm ơn anh nha. Trời đất ơi, má ơi, biết nó có gài không em, hỏi thiệt với bạn nghe, gái Nha Trang có biết gài không mấy bạn, chứ trong Sài Gòn này anh cho thêm đi anh, trời có em mỏi tai mỏi miệng quá à. Này nọ thiệt tình khó hiểu, người Nha Trang rất là dễ thương. Xong rồi tối con cu kia chở nó đi ra cái a à, bữa tối đó anh đi ăn ở nhà hàng Chăm Ba, ăn ở nhà hàng Chăm Ba mấy em. Cái nhà hàng Chăm Ba là cái nhà hàng cũng tương đối là nó cũng nổi tiếng, nó cũng sang trọng nhất nhì ở chỗ đó đó, tại nó nằm ở trong cái khu resort như Chăm Ba luôn á, nó theo cái kiến trúc người Chăm mà xưa. Thì nói chung hải sản cũng bình thường thôi, bạn kêu Duy khen hải sản Nha Trang đẳng cấp rất là dối lòng nha, bạn đừng giận nha. Nói thật sự Duy thấy hải sản Nha Trang cũng nó bình thường, nó ra ngoài đó ăn thì cũng không mắc, thậm chí ăn ở Sài Gòn được rồi thì không có chỗ nào trên Việt Nam này gọi là mắc cả. Đó, nhưng mà được cái là bạn nhìn thấy cái cầu Trần Phú này nọ rồi dòng sông cái đó như sông. Và được cái là cái kiến trúc của Chăm Ba nó lạ. Nếu có dịp đi thì bạn có thể ghé nhà hàng đó. Bảo kê bạn chỗ đậu xe hơi vô tư, đồ ăn không mắc, không gian lạ. Đó, fan Duy giới thiệu đó. Đó, nên đi ra Nha Trang là cũng được sự giúp đỡ của rất là nhiều người. Nên những cái fan của Duy ở Nha Trang dễ thương lắm. Không chừng sau này về đó mở Game Center đó nha. Trời đất, có gặp fan mình dễ thương, mình thích lắm mày. Đi mà, tình người nó quan trọng, hiểu không? Đó, chỗ này chỗ kia, bởi vì làm du lịch vậy đó thì mới ăn thua. Mà Duy cũng đang nghi vấn. Hồi cái kỳ á, Duy đi Đà Nẵng, Duy nói Đà Nẵng là du lịch VIP nhất miền Trung. Có nào mấy ông nội Nha Trang mà tự ái không ta? Nhiều khi tự ái thì lên đây thì phải làm lấy lại danh dự này nọ kia. Nhưng mà thôi, nói chung chơi hòn ở Nha Trang là đáng chơi. Tất nhiên trên mạng nó sẽ review theo nhiều kiểu khác nhau, đúng không? Các bạn, tôi khuyên thật sự đi chơi là đi, cốc cần phải đọc review thằng nào. Nên có thiệt bạn, cái thị trường mà nó khốn nạn, đối thủ nó cạnh tranh, nó thuê mấy thằng trẻ trâu nó review xấu đó, nó là có. Nên bạn đừng có tin vào mấy cái sao trên Facebook là mấy con khỉ gì, thậm chí Google. Nó mấy cái đó là nó cũng làm đôi khi nó là bàn tay của sự cạnh tranh thôi. Mày làm ăn được, tao quất cho mày một sao. Mấy người mà thuộc dạng là sống quá ảo đi, tao mới tham chiếu và mày có đó nhiều thôi. Nên trải nghiệm. Còn nếu mà đi theo đoàn đó thì là không được đâu nha.
theo đoàn là thua rồi. Đi theo đoàn đó là bạn không được chơi cái bạn chọn, đúng không? Mà bạn phải chịu theo đoàn. Đoàn nó ăn cái gì bạn ăn cái đó. Cái đoàn đó đặt sẵn cái bàn ở ngoài nhà làng chài rồi, là bạn phải lết ra làng chài bạn ăn. Bạn không được quyền ăn ở đảo Robinson, bạn không được quyền ăn ở Hòn Thơm. Hiểu không? Còn mình đi du lịch mình thích cái gì mình ăn cái đó, mình đói cái gì mình ăn cái đó. Còn đi vô đò mà thấy con bào ngư mà thèm chảy nước miếng luôn sao kêu, đúng không? Ăn theo món ăn đã set up sẵn, đi theo lịch trình đã set up sẵn. Người ta đi điểm này, người ta đi điểm kia, thậm chí đi theo đoàn nó khổ nhất là chờ. Nhất là mấy cái đoàn nào có con nít. Con nít là một, bà cụ là hai. Chờ đúng mệt luôn. Đó, đi lạc lỏng mà chơi này chơi kia. Ủa, đây sẽ kiểu này đó. À quên, nãy có nói vụ tắm nước ngọt. Tắm nước ngọt á, ở trên cái hòn của Di nó bán một xô. Một xô 10.000. Trời, chuối bỏ mẹ luôn thiệt chứ. Giờ này bán một xô 10.000. Thật sự cần quá, tại tôi chẳng qua tôi leo dù và tôi tắm biển nhiều quá, tôi rít mình thôi. Vì đâu có muốn tắm biển đâu trời. Mà cái dù nó thả xuống biển kìa. Thành tắm biển luôn. Đi mô tô nước lộn vài vòng rít biển nữa. Vô trong mua hai xô. Trời ơi. Nó thiếu tiện nghi quá trời, khăn thì chả có. Dép thay chả có. Thí dụ giờ Di đi biển mà Di đi giày rồi sao ta? Xong rồi tháo nó giày ra lội biển, lội xong lên hồi đi trên đất nóng nóng thấy cha. Trời đất ơi, mấy cái hòn đó toàn là đá không à. Mà đá 2 giờ chiều hiểu bởi gì? Nóng kinh khủng. Chép thì chả có, dầu gội thì chả có, khăn chả có, nước thì 10.000 xô. Cái chỗ này là cùi thiệt các bạn. Đúng không? Nếu mà Duy làm ông chủ chỗ đó đó thiệt với bạn luôn. Duy đầu tư nước đàng hoàng, cứ vô tắm lần 50.000. Full option. Đúng không? Còn không thì 30, cái số 50 hay 30 là Duy ví dụ. Giàu nghèo cũng khí chỉ mấy bịch xà bông. Đúng chưa? Nó mình làm mình phải làm cho tới, đúng không? Đi massage khăn sàn lần 20 cái. Còn cái này tắm không có khăn, mình phải mang theo. Tôi đi khổ vậy nè chứ. Mình đi du lịch mình thì cứ mình đi trên răng dưới giái cầm theo đô la thôi. Chứ đâu có nghĩ là đi phải cầm theo khăn, cầm theo nó, cầm xà bông rồi lượt. Mà cái chỗ dịch vụ tắm nó chán kinh khủng. Cái đó nó thiệt đó. Tắm bắt buộc phải tắm thôi. Chưa kể hả, mà cái chốt nó yếu nữa. Ra ngoài đó ai biết ai ai đâu, đúng không? Tự nhiên xong BD mở cửa. Ủa xin lỗi, tự nhiên có người. Cái này thằng nào đi bơi gặp hoài nè. Đúng không? Mấy anh đi bơi kéo cái rèm nó cạch lại kiểu dưỡng dính nè. Mình sợ lý, sợ chán không muốn đi bơi luôn. Đi bơi trong Sài Gòn á đó. Đó, nên cái vụ tắm là phải coi lại. Còn nói chung về tổng thể thì du lịch hòn ở Nha Trang là đáng đi, đáng thử nghiệm. Bạn đi một mình cũng được, bạn đi hai mình cũng được. Đi ba bốn đứa cũng được. Đó. Tiền nhiều chơi nhiều, tiền ít chơi ít. Chơi theo khả năng của mình, không có gì phải ngán rồi. Đúng không? Mình có keo được rồi. Không có tiền thì thôi, còn có tiền chơi thì chơi cho nó full tốc đi. Chơi mà cứ keo keo. Đó. Thí dụ giờ cũng thuê chiếc cano đi, chắc cano 2.5 triệu đó. Bạn ngồi bạn ghép đi. Nó chở được 15 người đó. Mày ngồi ghép chừng nào cũng đủ 15 người. Có đòn thì đủ 15 người, không có chờ. Chờ tới, chờ lui, chờ xui, chờ ngược đi chơi mà chung chả bực mình giả mang. Đó. Nên Duy á, thật sự á, Duy đánh giá du lịch cũng ác lắm nha. Cái chỗ nào á mà có thuê cano riêng là Duy cho điểm cao. Tại nó phù hợp với nhu cầu. Còn cái chỗ nào mà làm theo giờ á là Duy đánh giá thấp lắm. Giống như là thôi bây giờ từ cái đảo ra đảo rồi có chuyến 10 giờ, 2 giờ hết rồi anh ơi. Cứng ngắc máy móc. Thì Duy nghĩ là về du lịch biển Nha Trang thì nó là nhất Việt Nam rồi. Chả chỗ nào đầu tư hơn đâu. Sau này thì không biết. Sau này lâu lâu mấy ông tỷ phú về cũng đầu tư chỗ này chỗ kia thì nó khoan nói đi. Nhưng mà ở hiện tại ở Nha Trang nó kết hợp được cả du lịch đẳng cấp. Người đẳng cấp người ta vẫn có chỗ người ta đi. Đúng không? Có thể là đẳng cấp không thèm ra hòn. Mua nguyên cái đảo rồi ra hòn làm gì được. Đúng không? Đẳng cấp mà Nha Trang dễ lắm, đi mấy ngày chỉ cho. Đi một ngày đúng không? Thuê cái villa của ông Dượng á, nằm ngoài hòn tre đó. Cái đó là bảo đảm hai đứa mà gọi là yêu đương tấm tiên mà solo đu co chẳng cái ô ngoài biển không ai thấy. Villa tách biệt mà. Ông Dưỡng đầu tư này được. Trên đó là biển bao đẹp, không đẹp sao tôi mua. Đúng không? Muốn chơi cái gì cũng có luôn. Dù về lượng cái chống quỷ gì cũng có hết á. Đó là Winburn. Và Winburn sẽ là chủ đề của Duy nói trong cái buổi tiếp theo. Winburn thật sự là đẳng cấp của Nha Trang. Đi từ cái bình thường từ từ xong tới cái mát xong tới cái đẳng cấp. Ở ngoài đảo là không khách sạn nha nè. Đảo là chỉ chơi thôi, chơi trong ngày tới chiều đi vô. Mình xong rồi đó mình chơi Nha Trang là mình chơi trong thành phố.
hệ thống khách sạn trong thành phố rất lớn, hệ thống resort trong thành phố cũng rất lớn, ba bọt vũ trường, massage, karaoke các kiểu, chả thua gì Sài Gòn, có hết. Nhưng mà chất lượng thế nào thì tùy các bạn trải nghiệm. Mà khi mà mình đã ra khu du lịch như vậy đó, là nó có rất là nhiều người từ rất là nhiều vùng miền và từ rất nhiều quốc gia, nên các bạn có thể là giao lưu, học hỏi, tận hưởng thêm gì đó. Thôi, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai sẽ đến với Winterland. Đến Nha Trang mà không đến Winterland coi như chưa đến Nha Trang. Đến Nha Trang phải chơi những dịch vụ tối thiểu gì vừa kể nha. Bạn nào không chơi là chưa đến Nha Trang. Có mấy đứa nó lết ra Nha Trang đã đợi đi Bình Ba xong về trời. Nói anh chị xa trong công ty Di cả nồi. Nói chung là mỗi người mỗi suy nghĩ, Di không nói, nhưng mà thật sự á, mà Di đã lết ra tới Nha Trang ăn Bình Ba, dạy ăn cua, dạy ăn cá, xong rồi đi mướn xe giường nằm lo leo là Sài Gòn thôi chứ. Bình Ba nó quan sơ chết mồ luôn. Tụi nó sống ảo lắm em. Nó ra ngoài đó nó chụp tấm hình, ta đã từng đến nơi này. Nghe quen quen không? Xong rồi vắng mà, chỗ đó vắng như ma. Nó ra ngoài bãi cát, lúc mà chiều đánh lên nó vẽ hình trái tim tao đùng như nè, hai đứa nằm hai bên, thằng thứ ba chụp hình. Ủa thằng thứ ba đi theo lần sau ta. Trong chương trình tiếp theo.